Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 252. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ: Quảng Thông. Biên tập: Nguyên Tâm. Thời gian: ngày 5 tháng 1 năm 2000. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Singapore. Xin mời xem kinh văn. Bắt đầu xem từ bài kệ tụng thứ tư của Càn Thác Bà Dương. Thập phương sát hải vô hữu biên, Phật dĩ trí quan hàm chiếu diệu, phổ sử địch trừ tà ác kiến, thử thọ qua dương sở nhập môn. Hoa quang Càn Thác Bà Dương. Pháp môn ngài chứng được là vĩnh đoạn nhất thiết chúng sanh, tà kiến hoặc giải thoát môn. Trong bài kệ tụng này, nói rõ về thành tựu tu học của ngài. Trong việc đắc pháp là nói từ trên quả. Trong bài kệ tụng có đầy đủ nhân quả. Tà kiến, ác kiến của chúng sanh. Là nhân tố tích lũy khổ báo vô lượng kiếp luân hồi. Nếu không đoạn tận nhân này, lìa khổ được vui, biến thành một khẩu hiệu suông mà thôi, mãi mãi không thể thực hiện. Sự việc này, nếu như không phải bậc đại thánh xuất thế gian nói rõ cho chúng ta biết, chúng ta thật sự không có cách nào phát giác được. Chúng ta cứ cho rằng tri kiến của mình là đúng, không sai chút nào cả. Cách nghĩ của mình rất đúng, cách nhìn rất đúng. Làm sao để phát hiện cách nghĩ, cách nhìn, cách nói của chúng ta có sai lầm? Nếu như chúng ta không tiếp xúc Phật Pháp, thì cũng vô tri như những chúng sanh khác. Sau khi tiếp xúc Phật Pháp, có phải đã có đầy đủ chánh tri chánh kiến không? Vẫn chưa chắc. Tại sao vậy? Vẫn cứ y theo tri kiến của chính mình mà nhìn nhận Phật Pháp. Bởi vậy, nhìn Phật Pháp một cách lệch lạc, nhìn không đúng.
Cho dù cả đời đem tất cả thời gian tinh lực dùng vào trong Phật Pháp, cuối cùng cũng trở thành tà tri tà kiến. Nguyên nhân ở đâu? Nguyên nhân là dùng tri kiến của chính mình lý giải Phật Pháp. Trong Kinh Đức Phật nói, Phật Pháp không có người nói, dù có trí tuệ cũng không hiểu được. Chữ trí này là chỉ người thông minh trí tuệ của thế gian. Họ cũng không thể lý giải Phật Pháp. Phật nói câu này, chúng ta nghe xong, chúng ta nhìn thấy câu này trong kinh, có thể tin không? Chúng ta có nghĩ rằng những lời Phật nói là phóng đại, quá võ đoán không? Chỗ này chúng ta cần phải bình tĩnh suy nghĩ, tận tâm quan sát. Như thế nào là Phật Pháp? Nếu như quý vị cho rằng những gì Phật Thích Ca Mâu Ni nói gọi là Phật Pháp, tất cả những gì chư Phật Bồ Tát nói gọi là Phật Pháp, vậy là sai. Hoàn toàn hiểu sai ý nghĩa chân thật của Như Lai. Tại vì sao? Vì đó là nương theo vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính mình để giải thích Phật Pháp. Rốt cuộc như thế nào gọi là Phật Pháp? Phật Pháp không phải là Phật Thích Ca Mâu Ni nói, cũng không phải tất cả chư Phật Như Lai nói. Vậy rốt cuộc Phật Pháp là gì? Trong Khởi Tín Luận nói rất hay, bổn giác vốn có. Phật có nghĩa là giác. Phật Pháp tức là Pháp giác ngộ. Pháp giác ngộ này vốn có sẵn trong tự tánh của tất cả chúng sanh, không phải người khác nói. Ai biết được? Đây là kinh nghiệm của Phật mà Ngài đã nói trong kinh. Chỉ cần chúng ta buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, Phật Pháp liền hiện ra. Như vậy chúng ta mới bỗng nhiên đại ngộ. Tại sao người thế gian không thể lý giải Phật Pháp? Vì người thế gian chưa buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Bởi vậy họ không hiểu Phật Pháp. Hiện nay chúng ta ngày ngày đều đọc kinh, ngày ngày đều nghiên cứu, ngày ngày đều học Phật. Có học được Phật Pháp không? Không được. Tại vì sao không được vậy? Chưa buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đạo lý là đây. Tôi thường nói với chư vị đồng học, những lời tôi nói là thật. Người học Phật chân chánh nhất định phải buông bỏ tư tưởng kiến giải của mình, tùy thuận giáo huấn của Phật Bồ Tát. Giáo huấn của Phật Bồ Tát có phải dạy cho chúng ta không? Không phải. Sự dạy dỗ của các ngài là từ trong tự tánh, trí tuệ.
giác ngộ hiển lộ ra. Chư Phật Bồ Tát đã buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Các ngài đã kiến tánh. Thiền tông thường nói minh tâm kiến tánh. Giáo môn thường nói đại khai viên giải. Người niệm Phật nói rằng lý nhất tâm bất loạn. Cách nói không giống nhau, nhưng ý nghĩa cảnh giới hoàn toàn tương đồng. Những gì các ngài nói và làm đều từ trong tự tánh hiển lộ. Đó chính là Phật Pháp. Lời nói là Phật Pháp, hành vi là Phật Pháp. Không có gì không phải Phật Pháp. Phật Pháp của chính chúng ta đã bị tập khí phiền não, vọng tưởng phân biệt chấp trước chướng ngại rồi. Cho nên Phật Pháp của chúng ta không thể hiện tiền. Ngôn ngữ hành vi của Phật làm tăng thượng duyên cho chúng ta, chỉ dẫn cho chúng ta minh tâm kiến tánh, buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, tùy thuận sự dạy dỗ của Phật Bồ Tát, tức là tùy thuận tánh đức. Chúng ta chưa kiến tánh, người ta kiến tánh rồi, chúng ta học họ, học ngôn ngữ hành vi của họ, tùy thuận tánh đức. Đừng bao giờ hiểu lầm rằng vậy tôi không phải đi theo Phật Thích Ca Mâu Ni, bị người ta xỏ mũi kéo đi. Không phải vậy. Nếu quý vị nghĩ như vậy là sai rồi. Tất cả chư Phật Bồ Tát trước giờ không xỏ mũi kéo người khác đi theo. Cho nên chúng ta phải có sự nhận thức đúng đắn. Ngôn ngữ hành vi của các ngài từ trong tự tánh mà ra. Tự tánh của ai? Là trong tự tánh của chính mình hiển lộ ra. Ta tùy thuận các ngài là tùy thuận tánh đức của chính mình. Một mặt tùy thuận, một mặt đoạn trừ chướng ngại của mình. Chướng ngại của mình là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Một ngày nào đó chướng ngại của mình đã đoạn rồi, tùy thuận Phật Thích Ca Mâu Ni, đến cuối cùng quả nhiên là tùy thuận chính mình. Tánh đức của chính mình đã hiển lộ. Ngôn ngữ hành vi hiển lộ ra không có gì khác với Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên những kinh luận của cổ Phật lúc trước để chúng ta có thể đối chiếu làm chứng minh. Cách nghĩ, cách nhìn, cách nói, cách làm của ta giống như cổ Phật vậy. Như vậy tức là được ấn chứng. Cổ Phật đến để làm chứng minh cho ta. Chứng minh điều gì? Chứng minh quý vị thành Phật rồi. Cách nghĩ, cách nhìn, cách nói, cách làm giống như trong kinh đã nói vậy, chứng minh quý vị làm Phật rồi. Từ đó mà biết, tri kiến sai lầm là chướng ngại của chúng ta. Chúng ta xem kệ tụng. Thập phương sát hải vô hữu biên. Câu này là nói từ trên số lượng, không phải chỉ một thế giới. Ngày nay chúng ta nói tới trái đất hình như rất to lớn, nhưng quả thật nó quá nhỏ bé, là giọt nước trong biển cả.
mà chân tướng sự thật là vô lượng vô biên cõi nước chư Phật trong khắp mười phương ba đời. Ngày nay quý vị nói hành tinh cũng được, nói thế giới cũng được, vô lượng vô biên. Chỉ cần nơi có cõi nước, nhất định có chúng sanh, có hữu tình chúng sanh. Tại sao vậy? Trong kinh Phật nói, y báo chuyển theo chánh báo. Trước có chánh báo, sau có y báo. Ngày nay, nhà khoa học quan sát trong hư không, phát hiện trong nhiều hành tinh khác không có sinh vật. Phật Pháp nói thế nào? Phật Pháp khẳng định có sinh vật, nhưng mắt thường của chúng ta không nhìn thấy. Họ đang ở trong thế giới đó. Lấy gì để chứng minh? Lấy thế giới này của chúng ta để chứng minh. Trong đồng tu chúng ta, có người đã từng gặp qua quỷ. Quỷ đang ở chung với chúng ta. Điều này nhà khoa học không nhìn thấy, nên họ không thừa nhận. Nói không có thứ này tồn tại, tới ngày nào đó nếu như họ thấy được, hối hận không kịp nữa rồi. Có thật, không phải không có. Nhất định không thể nói rằng chúng ta không nhìn thấy, không nghe thấy thì không có. Đợi tới ngày nào đó chúng ta nhìn thấy, nghe thấy, hối hận cũng muộn rồi. Sẽ gặp nạn thôi. Những linh quỷ này, trong kiến thức thông thường chúng ta cũng thường nghe nói. Người đang có vận may, quỷ sẽ tránh xa. Khi quý vị gặp xui xẻo, họ liền tìm tới. Vận của quý vị cao thì thế lực của họ thấp một chút, nhường quý vị một chút. Vận của quý vị suy yếu rồi, quá khứ quý vị hại họ, họ sẽ đến trả thù quý vị. Cho nên thập phương sát hải có vô lượng vô biên chúng sanh. Giới khoa học ngày nay, nhà khoa học trình độ cao họ biết được. Họ khẳng định có quỷ thần tồn tại. Họ phát hiện không gian là đa chiều. Những chúng sanh này chỉ là sống khác tầng không gian với chúng ta. Chúng ta sinh sống trong không gian ba chiều, không gian bốn chiều, không gian năm chiều, không gian sáu chiều. Trên lý luận mà nói, không gian là vô hạn. Không cùng tầng không gian sẽ không nhìn thấy nhau. Không thể nói không có. Không cùng tầng không gian là như thế nào? Chúng ta có thể lấy tivi làm ví dụ. Như khác kênh truyền hình vậy, chúng ta mở tivi lên. Chúng ta nhìn thấy tiết mục này ở tần số này. Đổi một tần số khác sẽ là một tiết mục khác. Cho nên,
vô lượng vô biên tầng không gian là một, không rời khỏi nơi này. Nếu quý vị có thể đột phá tầng không gian và thời gian, thì quý vị sẽ thấy được ngay lập tức. Phật Pháp có năng lực này, tôn giáo có năng lực này, đặc biệt là tôn giáo của Ấn Độ. Tôn giáo của Ấn Độ có lịch sử rất lâu đời. Trong kinh điển nói Bà La Môn giáo. Hiện tại chúng ta tiếp xúc với Ấn Độ giáo. Họ nói rằng lịch sử của họ có hơn 10.000 năm. Người Ấn Độ không chú trọng lịch sử. Rất khó xác định. Nhưng người trên thế giới đều thừa nhận Ấn Độ giáo có 8.500 năm lịch sử. Mọi người đều thừa nhận. Do Thái giáo có hơn 4.000 năm lịch sử. Đạo Thời Lửa có hơn 3.000 năm lịch sử. Phật giáo xếp ở hạng tư. Những tôn giáo cổ xưa này đều tu thiền định. Trong kinh Phật nói, đương thời Phật Thích Ca Mâu Ni tại thế, những tôn giáo của Ấn Độ có 96 loại. Tất cả đều tu thiền định. Định công sâu cạn không giống nhau. Định công cạn có thể nhìn thấy được đường quỷ. Định công sâu có thể nhìn thấy trời tứ dư, trời đao lợi. Định công càng sâu thì có thể thấy được tầng trời càng cao. Từ đó cho thấy định công đã đột phá được tầng không gian và thời gian. Hiện nay, nhà khoa học chứng minh có sự tồn tại của tầng không gian và thời gian, nhưng mà không biết dùng cách nào để đột phá. Họ biết rằng nếu như có năng lực đột phá, chúng ta có thể về lại quá khứ, cũng có thể đi đến tương lai. Thế nhưng không biết dùng kỹ thuật gì. Trong Phật Pháp, trong các tôn giáo cổ xưa đều dùng thiền định. Phương pháp thiền định này phù hợp với tinh thần của khoa học ngày nay. Họ nói rằng tầng không gian trong Phật Pháp gọi là Pháp giới. Giới tức là giới hạn. Trong Kinh Phật thường nói 10 Pháp giới. 10 Pháp giới là phần lớn. Chia nhỏ hơn nữa thì trong mỗi một Pháp giới lại có 10 Pháp giới. Đại sư Thiên Thai nói Bách giới thiên như. Biến thành 100 pháp giới. Trong 100 pháp giới, mỗi một pháp giới lại có 100 pháp giới. Điều này nói rõ tầng không gian và thời gian không có hạn lượng. Pháp giới ở trong Phật Pháp cũng không có hạn lượng. Pháp giới từ đâu mà có vậy? Phật nói với chúng ta, do vọng tưởng phân biệt chấp trước sinh ra. Thiền định là sự việc như thế nào? Thiền định là buông bỏ hết tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cho nên, không tồn tại giới hạn của Pháp giới. Cũng như người hiện đại nói đột phá giới hạn. Quý vị có thể nhìn thấy rồi.
Trước đây tôi ở Đài Bắc, khi mới quen biết cư sĩ Giảng Phong Văn, ông rất thích ngồi thiền. Ông nói cho tôi biết, khi thiền định, ông thường nhìn thấy quỷ, nhìn thấy diêm dương. Ông nói quỷ đạo thân thể không cao, đại khái chỉ cao khoảng 3 thước. Dốc dáng diêm dương cũng chỉ cao 3 thước. Ông cũng thấy thập điện diêm dương. Đây là một tín đồ Phật giáo thuần thành, tuyệt đối không nói dối trước mặt tôi. Định công nho nhỏ đã đột phá giới hạn này rồi. Cõi trời thì ông chưa nhìn thấy được, không nói đến tầng trời trên cao, ông cũng chưa nhìn thấy tứ dương thiên. Cho nên, đối với quỷ thần, ông thật sự tin tưởng. Thường hay nhìn thấy, thường hay qua lại. Một người bạn đồng tu của tôi trước đây là Pháp Sư Minh Diễn. Pháp Sư học mật với Khuất Thượng Sư, thái độ tu học của Pháp Sư rất nghiêm túc, rất kiên thành. Đại khái sau 8 tháng, Pháp Sư đã giao tiếp với quỷ, qua lại với quỷ đạo. Trong xã hội của quỷ, cơ bản giống như chúng ta. Chỗ khác nhau đó là trong quỷ đạo mãi mãi không thấy được ánh sáng của mặt trời và trăng sao. Bầu trời của họ luôn tối tăm, luôn u ám. Pháp Sư nói với tôi, buổi tối vào lúc hoàng hôn, khoảng 5 giờ khi ánh mặt trời vừa khuất núi, trên đường đi đã có quỷ. Không nhiều, lúc này là buổi sáng của quỷ. Số lượng quỷ không nhiều. Nhìn qua nhìn lại thì thấy quỷ đang đi trên đường. Chúng ta nhìn không thấy, Pháp Sư nhìn thấy được. Vào buổi tối sau 10 giờ, rất náo nhiệt, đường đi đầy quỷ. Người đi vào ban đêm, đi vào thời gian đó thường hay đụng trúng quỷ. Lúc đi không cẩn thận, không kịp né tránh, đụng trúng quỷ. Trong lúc đụng trúng sẽ giật mình, nổi hết da gà. Đó là gì vậy? Đụng trúng quỷ rồi. Trong những đồng học của chúng ta thật sự có kinh nghiệm. Buổi tối đi đường đột nhiên cảm thấy có gì đó không bình thường, là đụng trúng quỷ rồi. Pháp Sư nhìn thấy được. Xung quanh chỗ chúng ta ở đều có quỷ thần, người quỷ cùng ở chung. Phòng của chúng ta đang ở chồng chất lên nhau. Bức tường trong phòng của họ chúng ta có thể tự do xuyên qua, không có chút chướng ngại nào. Tường của chúng ta cản chúng ta lại. Giới quỷ, tường của chúng ta không cản được họ, họ tự do đi lại, tường của họ cản họ lại. Chồng chéo lên nhau. Cho nên tình hình phức tạp của thế giới chúng ta không thể nào tưởng tượng. Vô lượng vô biên.
huống hồ thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Phật dĩ trí quang hàm chiếu diệu. Phật phổ độ tất cả chúng sanh, không phải độ một loài. Hàm tức là phổ, phổ biến chiếu diệu. Làm sao chiếu diệu? Chiếu diệu tức là giáo hóa. Phật dùng trí tuệ rốt ráo viên mãn giáo hóa tất cả chúng sanh. Hư không pháp giới, quá khứ vị lai, không bỏ sót một chúng sanh nào. Trong cửa nhà Phật không bỏ một ai. Đây là sự thật, tuyệt đối không phóng đại. Thực tế là như vậy. Chúng ta hiểu rõ rồi. Như vậy mới biết được Phật là một nhân vật như thế nào. Tôi thường nói Ngài là người dấn thân vào công tác giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên. Phải dùng từ tôn kính của hiện nay để nói, Ngài là một nhà giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên. Tuyệt đối không phân biệt quốc độ. Thập phương thế giới không phân quốc độ, không phân chủng tộc. Chúng ta thấy trong Kinh Hoa Nghiêm, các chủng tộc khác nhau đều tiếp nhận giáo huấn của Đức Phật. Tôn giáo khác nhau. Như trong kinh này, chúng ta thấy Thắng Nhiệt Bà La Môn biến hành ngoại đạo. Đây là người lãnh đạo của tôn giáo, là thầy truyền giáo của tôn giáo. Phật giáo quá cùng khắp. Dạy họ, nhưng không làm thay đổi tín ngưỡng của họ. Thắng Nhiệt Bà La Môn vẫn là trưởng giả của Bà La Môn, thầy truyền giáo của Bà La Môn, không phải biến họ thành tín đồ Phật giáo. Biến hành ngoại đạo cũng không trái với tôn giáo của họ. Trở thành tín đồ Phật giáo không có. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này. Khởi ý niệm thay đổi tín ngưỡng tôn giáo của người khác, quý vị đang vọng tưởng, quý vị đang vọng niệm, sai lầm. Phật pháp là dạy học, dạy dỗ quý vị. Quý vị học cho tốt, học điều gì? Học khai trí tuệ. Cho dù quý vị có thân phận thế nào, cho dù đang làm ngành nghề nào, cho dù tín ngưỡng tôn giáo nào, học Phật là học trí tuệ. Tuyệt đối không phải thay đổi phương thức sinh sống của quý vị, không phải thay đổi ngành nghề của quý vị, cũng không phải thay đổi tôn giáo của quý vị. Cho nên Phật dạy thập phương thế giới đều hoan hỷ tiếp nhận. Dùng lời ngày nay mà nói, Phật là trí tuệ rốt ráo viên mãn. Nghệ thuật vi diệu cao độ. Ai ai cũng cần phải học tập. Giúp quý vị phá mê khai ngộ.
giúp quý vị lìa khổ được vui. Đây là giáo học của Phật giáo. Đây là Phật dĩ trí quan hàm chiếu diệu. Phật dạy ta khai trí tuệ, dạy ta đoạn phiền não, dạy chúng ta cách sống trong cuộc sống hiện thực của mình, trong cương vị công việc của mình, sống càng hạnh phúc hơn, mỹ mãn hơn. Nâng cao trí tuệ của quý vị, tăng cường năng lực của quý vị. Cho nên đó là giáo dục. Nói rõ ràng, đó không phải tôn giáo. Ngày nay chúng ta xem Phật giáo thành tôn giáo là một sai lầm lớn. Đây là chúng ta dùng vọng tưởng phân biệt chấp trước để nhìn Phật Pháp, xem Phật Pháp thành như vậy. Chúng ta không có được lợi ích chân thật của Phật Pháp. Rốt cuộc Phật Pháp là gì chúng ta chưa hiểu rõ. Người khác nói chúng ta mê tín, chúng ta có thể trách họ không? Chúng ta thật sự là đang mê tín. Phải làm cho rõ ràng, hiểu rốt ráo điều này. Câu trí quan chiếu diệu này từ đâu có thể thấy trí quan của Phật chiếu rọi? Trí quan của Phật vẫn luôn chiếu rọi. Rất tiếc chúng ta có mắt không thấy, có tai không nghe. Thân thể này của chúng ta không tiếp xúc được. Không phải Phật không chiếu rọi, mà chính quý vị vô tri. Bản thân quý vị có chướng ngại, vì thế không thể cảm nhận được. Người thật sự có thể cảm nhận được, họ rất may mắn. Cuộc sống của họ rất hạnh phúc. Đầy đủ trí tuệ. Quý vị không cảm nhận được, cuộc sống rất khổ, tràn đầy phiền não. Cũng đều được Phật quang phổ chiếu. Mỗi người chúng ta có cảm nhận khác nhau, tức là quý vị có tiếp nhận Phật quang chiếu rọi hay không. Phật quang là gì? Sự dạy dỗ của Đức Phật. Quý vị có thể hội được không? Quý vị có lý giải được không? Quý vị có thật sự làm được không? Nếu như làm được, vô số thù thắng lợi ích trong kinh nói, quý vị đều đạt được. Phiền não không còn, tạp khí không còn nữa, trí tuệ hiện tiền, tự tại hiện tiền. Đúng như Ngạn Ngữ thường nói rằng,
khổ tận cam lai. Khổ của vô thỉ kiếp có thể tiêu trừ triệt để. Chân thiện mỹ tuệ hiện tiền. Trí quan thực hành trong đời sống này suy yếu nhất. Điều thứ nhất trong tịnh nghiệp tam phước: hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Đây là trí quan của Phật. Chiếu khắp thế gian. Chúng ta từng nghe nói, nhưng không nhận được thọ dụng của Phật pháp. Nguyên nhân là gì? Do chúng ta không làm. Chính mình chướng ngại mình. Chúng ta không hiếu thảo cha mẹ. Chúng ta không hề cung kính đối với sư trưởng. Niệm niệm vẫn là dùng ác tâm tạo ác nghiệp. Tâm hành là thập ác, không phải thập thiện. Tuy Phật quang chiếu rọi, chính quý vị che đậy mình lại, không để nó chiếu vào. Cho nên ác tâm, ác niệm, ác hành của chúng ta không cách nào sửa đổi được. Ngày ngày tạo tội nghiệp. Kiếp này rất may mắn được thân người, như tất cả những gì Bồ Tát Địa Tạng nói trong Bổn Nguyện Kinh. Đến cõi người thở một hơi thở, thời gian thật sự ngắn ngủi, lại trở về ngôi nhà cũ ở địa ngục rồi. Đây là lời thật, đây là sự thật. Tam đồ là quê hương của lục đạo chúng sanh. Ba đường lành chỉ là nơi du lịch tham quan, thời gian rất ngắn ngủi. Người thông minh, người lợi căn, nhân cơ hội du lịch để thoát ly, đó là người thông minh. Người ngu si, du lịch một chuyến vẫn trở về nhà cũ, vẫn trở về ba đường ác. Ngu si tới mức như vậy. Cho nên tự tư tự lợi, tham sân si mạng là tập khí của tam ác đạo. Điều này chúng ta đều biết. Tâm tham đọa ngạ quỷ, sân hận đọa địa ngục, ngu si đọa súc sanh. Tham sân si gọi là tam độc phiền não, ác kiến. Tự tư tự lợi là tà kiến. Tham sân si mạn là ác kiến. Chỉ có Phật pháp mới có thể giúp chúng ta sửa đổi tâm hành. Nhưng phải hiểu,
Phật là sư đạo. Tuy rằng thầy tận tâm tận lực khuyên bảo học sinh, dạy dỗ học sinh, nhưng học sinh phải chịu nghe, phải chịu tiếp thu mới có lợi ích. Học sinh không chịu nghe, không chịu tiếp thu, bằng mặt không bằng lòng, họ không có được lợi ích, họ vẫn bị đọa lạc. Đạo lý này chúng ta nhất định phải biết, phải hiểu. Cho nên chúng ta sửa tâm tu hành không cần làm nhiều. Quy tắc tu hành của người tu tịnh độ chúng ta, nếu quý vị làm được tất cả, giảng sanh thế giới cực lạc là thượng thượng phẩm thượng sanh. Tôi nói về cửu phẩm, khác giới chư vị cổ đức. Những gì tôi nói với mọi người rất dễ hiểu. Kinh Vô Lượng Thọ là Thế Tôn đại diện chư Phật Như Lai, là lời giáo huấn chân thật nhất đối với chúng ta. Đại sư Thiện Đạo nói rất hay: Như Lai sở dĩ xuất hiện ở thế gian, chỉ nói Di Đà bổn nguyện hải. Đây là sự dạy dỗ chân thật của chư Phật Như Lai. Nếu làm được 100%, người này giảng sanh thượng thượng phẩm. Làm được 90%, giảng sanh thượng trung phẩm. Làm được 80%, giảng sanh thượng hạ phẩm. Cứ như thế xuống dần đến cửu phẩm, giảng sanh hạ hạ phẩm phải làm được 20%. Làm không được 20%, có thể nói quý vị chỉ kết duyên với Phật A Di Đà đối với thế giới Tây Phương Cực Lạc, kiếp này không thể giảng sanh. Quý vị đồng tu phải hiểu rõ, chúng ta kết duyên với thế giới Tây Phương, với A Di Đà Phật đã nhiều rồi. Trong đời quá khứ không biết bao nhiêu lần kết duyên với Ngài, tại sao không thể giảng sanh? Công phu của chúng ta chưa đạt được 20%. Nếu như có 20% công phu thì quý vị đã giảng sanh rồi. Quý vị không còn luân hồi trong thế giới này nữa. Vô lượng kiếp đến nay sự tu hành chúng ta không đạt 20%. Thử suy nghĩ xem trong đời này có thể làm được 20% chăng? Mở đầu Kinh Vô Lượng Thọ, câu thứ nhất Phật dạy chúng ta cùng tu theo đức của Phổ Hiền Đại Sĩ, chúng ta đã làm được chưa? Đức của Phổ Hiền Đại Sĩ là Thập Đại Nguyện Dương. Ngày ngày đọc, chỉ đọc suông không có lợi ích, phải làm mới có lợi ích.
Thập đại nguyện dương bắt đầu làm từ đâu? Phật dạy, bắt đầu từ khéo hộ tam nghiệp. Khéo hộ khẩu nghiệp, không nói lỗi người. Đã làm được chưa? Khéo hộ thân nghiệp, không mất luật nghi. Đã làm được chưa? Khéo hộ ý nghiệp, thanh tịnh không nhiễm. Đã làm được chưa? Kinh không phải để chúng ta đọc. Đọc trách môi cũng không có tác dụng. Niệm Phật ở niệm Phật đường, hét khang cổ họng cũng uổng công. Niệm là bảo quý vị ghi nhớ. Ghi nhớ là bảo quý vị phải áp dụng trong cuộc sống. Đối nhân xử thế, tiếp vật phải y theo dạy dỗ của Phật. Đây gọi là học Phật, gọi tu hành. Tu sửa hành vi và tư tưởng sai lầm của chúng ta. Như vậy mới có thể rửa sạch tà ác kiến. Chuyển tà thành chánh. Không chịu chuyển, không chuyển được, vẫn là một kẻ phàm phu. Năng lực của chư Phật Bồ Tát là khuyên bảo chúng ta. Chúng ta bằng lòng tiếp nhận hay không là ở chính mình. Chư Phật Như Lai không thể nào can thiệp. Cùng một đạo lý như vậy, hôm nay chúng ta giúp đại chúng cũng chỉ có thể tận tâm tận lực khuyên bảo. Quý vị có hiểu không? Tin tưởng không? Có chịu làm không? Đều ở chính quý vị. Sự dạy dỗ của Phật Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh, các ngài làm được rồi. Các ngài không hổ thẹn với chúng sanh. Chúng sanh không chịu y giáo phụng hành, chúng sanh có lỗi với Phật. Trong kinh Bát Nhã dạy chúng ta tri ân báo ân. Đây là ân đức thật sự. Vô lượng kiếp lưu chuyển trong sanh tử luân hồi, mãi mãi không có cách thoát ly. Hôm nay Phật dạy chúng ta cách thoát ly. Rất nhiều cách, nắm được một cách là thành công. Bây giờ chúng ta học đến Càn Thác Bà Vương. Mười vị tượng trưng cho mười phương pháp. Thọ hoa Càn Thác Bà Vương. Cách mà ngài tu học là tiếp nhận giáo huấn trí tuệ của Đức Phật, y giáo phụng hành, chuyển tà thành chánh, chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh. Ngài đã thành tựu.
Sự chuyển biến này nhất định phải dựa vào trí tuệ của Như Lai. Cho nên, hai chữ trí quang là then chốt của bài kệ này. Trí quang là gì? Chúng ta phải có năng lực nhận biết, có năng lực lãnh hội, là trí tuệ chân thật. Trí tuệ chân thật từ đâu mà có? Từ tâm thanh tịnh hiển bày ra. Từ tâm bình đẳng hiển bày ra. Tên khác của Phật A Di Đà là thanh tịnh bình đẳng giác. Điều này quý vị đã thấy trong kinh. Cho nên Phật A Di Đà có nghĩa là gì? Chính Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong kinh: thanh tịnh bình đẳng giác. Vậy tâm của chúng ta không thanh tịnh, không bình đẳng, không giác ngộ. Quý vị niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật này cũng uổng công. Niệm phải tương ưng. Không chỉ Mật Tông nói tam mật tương ưng, Hiển Tông cũng không ngoại lệ. Câu tùy văn nhập quán mà Hiển Tông nói, ý nghĩa tùy văn nhập quán của Hiển Tông và tam mật tương ưng của Mật Tông cùng một ý nghĩa. Chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật phải hiểu rõ ý nghĩa của câu hiệu này. Khi niệm, cảnh giới trong tâm đã chuyển, vậy là tương ưng. Như vậy là biết niệm. Phương pháp niệm này, người xưa nói rằng: một niệm tương ưng một niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Sáu chữ này quý vị có biết niệm không? Biết niệm hay không, nghĩa là quý vị có thể tùy văn nhập quán không? Trong mỗi niệm chuyển cảnh giới, chuyển tất cả ô nhiễm thành thanh tịnh. Cho nên câu danh hiệu Phật này, niệm sạch phiền não. Phiền não là ô nhiễm. Tâm thanh tịnh hiện tiền. Niệm sạch cống cao ngã mạn. Tâm bình đẳng hiện tiền. Niệm sạch mê hoặc điên đảo. Tâm trí tuệ hiện tiền. Đây là trí quang. Câu niệm Phật này trong niệm Phật đường của chúng ta có phát sinh ra hiệu quả như vậy không? Nếu như không phát sinh hiệu quả này, nói một câu hơi khó nghe, quý vị uổng công rồi. Nói một câu dễ nghe hơn, quý vị đang kết duyên với A-di-đà Phật, A-lại gia thức, gieo được chủng tử A-di-đà Phật. Bây giờ không khởi tác dụng. Nếu như niệm niệm tương ưng với thanh tịnh bình đẳng giác, liền khởi tác dụng.
niệm niệm tương ưng với 48 nguyện, niệm niệm tương ưng với toàn bộ kinh vô lượng thọ. Vậy là thành Phật rồi. Thật sự gọi là một niệm tương ưng một niệm Phật. Quý vị thành Phật rồi. Vô lượng vô biên tà tri tà kiến đều đoạn trừ. Tà kiến là kiến hoặc trong phiền não. Ác kiến là tư hoặc trong phiền não. Đoạn tận kiến tư phiền não. Cho dù không giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, quý vị cũng chứng quả A-la-hán, cũng siêu việt tam giới. Có 48 nguyện này. Niệm Phật nếu không phát nguyện giảng sanh, quý vị đạt được lợi ích thù thắng ở lục đạo và thập pháp giới. Đức Phật đã nói rất rõ cho chúng ta biết. Vì vậy phải biết niệm danh hiệu Phật, mình có được thành tựu mới có thể giúp người khác. Đối với kinh pháp của Phật, quý vị đã tự mình chứng minh, chứng thực, cho nên hoàn toàn tin tưởng. Nếu như chính mình không vào được cảnh giới này, tâm của quý vị không chân thật. Quý vị gặp người, khuyên bảo người khác, nói cho người khác nghe, do dự không quyết, lấp lửng mập mờ. Tuy rằng người khác nghe rồi, không thể có được tín tâm. Việc này trong Phật pháp cũng thường nói, chưa độ được mình mà muốn độ người khác, không có chuyện này. Ngược lại mà nói, nếu muốn giúp đỡ người khác, trước tiên chính mình phải làm được. Sau đó mới có năng lực giúp người khác. Giúp chúng sanh thời nay không dễ dàng. Tại sao vậy? Chúng sanh thời hiện đại tà kiến ác kiến sâu nặng, không biết đã làm nhiều gấp bao nhiêu lần so với thời cổ đại. Tại sao người hiện đại không bằng thời cổ đại? Nói thật thì trí tuệ năng lực tuyệt đối không thua kém người cổ đại. Chỗ khác nhau vẫn là như câu nói của Đại sư Thiện Đạo, tất cả đều do gặp duyên khác nhau. Chúng ta nghe câu này rồi, không thể không gật đầu, không thể không tin tưởng, do gặp duyên khác nhau. Ngày xưa người lớn biết cách giáo dục, đối với con cháu quản giáo nghiêm khắc. Cho nên từ nhỏ
đã dung bồi nền tảng rất tốt. Người hiện đại không biết giáo dục, rất lơ là. Người hiện đại thích nhìn thấy con nít năng động lanh lẹ, vậy mới tốt, rất dễ thương. Cho nên người bây giờ bỏ đi khái niệm và phương pháp giáo dục thời cổ đại. Thời cổ đại từ nhỏ đã nuôi dưỡng thành một thói quen giữ quy tắc. Nhất cử nhất động đều giữ quy tắc. Phải thật thà, có thể nói là con nít thật sự không hoạt bát. Nhưng chúng biết cách hiếu thuận cha mẹ, biết cách yêu thương lẫn nhau. Biết chừng mực trong việc xử thế đối nhân tiếp vật. Thật tội cho người hiện đại 40, 50, 60 tuổi cũng không hiểu. Thử nghĩ xem khó dạy bao nhiêu. Từ nhỏ nuôi dưỡng thành tập khí ác, không dễ sửa. Người xưa thường nói, giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời. Bản tánh này là tập tánh, thói quen thành tự nhiên, không dễ sửa được. Cả đời này cũng không thể sửa, như vậy làm sao quý vị có thành tựu? Vì vậy, cùng lắm chỉ có thể kết duyên tốt với Phật Pháp. Đợi xem đời sau kiếp sau, chúng ta có duyên để thành tựu hay không. Đời này tuyệt đối không có hy vọng. Trong đời này, người có thể thành thục, có thể thành tựu, đó không phải người phàm. Họ có dũng khí rất lớn, quyết tâm sửa đổi tật xấu của chính mình, khắc phục tập khí của chính mình. Người này thật sự rất đáng nể, đây không phải người thường. Tập khí của người thường, có ai không che đậy sai lầm? Chính mình làm sai rồi không thừa nhận, nghĩ mọi cách che đậy. Mình có chút ưu điểm, sợ người khác không biết, nghĩ mọi cách để khoe khoang, không hiểu chuyện. Đại sư Ấn Quang đối với chúng sanh khổ nạn thời mạt Pháp này, Ngài dùng cảm ứng thiên để dạy họ, dùng liễu phàm tứ quấn để dạy họ. Đây là từ bi trí tuệ chân thật hiển lộ. Ngài quá hiểu rõ người của thời đại này. Mục đích dùng liễu phàm tứ quấn để dạy là kiến lập cho chúng ta tin sâu nhân quả. Hiểu triệt để đạo lý thiện ác báo ứng. Thông qua cảm ứng thiên,
Âm chức văn giúp chúng ta phân biệt thiện ác chánh tà. Sử việc đối người tiếp vật, chúng ta khởi tâm động niệm: gì là thiện, gì là ác, gì là thị, gì là phi, gì là chánh, gì là tà. Cảm ứng thiên và âm chức văn là tiêu chuẩn. Trình độ tiêu chuẩn thấp nhất, đó không phải là cao, là thấp nhất. Ngay cả tiêu chuẩn này cũng không biết. Quý vị là người ngu si. Người ngu si không phân thị phi chánh tà. Người ngu si là súc sanh đạo. Quý vị ngu si cộng thêm ác nghiệp thì phải tới đường địa ngục. Chỉ ngu si thôi mà không tạo đại ác nghiệp, quý vị rơi vào đường súc sanh. Nếu quý vị vẫn tạo tội nghiệp, liền rơi vào địa ngục đạo. Nói đến chỗ này, trong liễu phàm tứ quấn chúng ta cũng thấy, người có duyên thù thắng. Hiện tại chúng ta nói có quyền, có năng lực. Quý vị có địa vị, có quyền lực, quý vị làm việc thiện rất dễ. Khi Viên Liễu Phàm đang thi tú tài, lúc làm cống sinh, phát nguyện làm 3.000 việc thiện. Lần thứ nhất phát nguyện 10 năm mới làm viên mãn. Lần thứ hai phát nguyện làm 3.000 việc thiện, 3 năm mới viên mãn. Sau này lên làm huyện trưởng, huyện lệnh, huyện bảo trì, có quyền, có lực. Phát nguyện làm 10.000 việc thiện, một mệnh lệnh của ông: giảm thuế cho nông dân toàn huyện. Chỉ cần đưa ra một mệnh lệnh, ông đã làm được hơn 10.000 việc thiện rồi. Nông dân toàn huyện, mỗi một người đều được lợi ích của họ. 10.000 việc thiện chỉ trong một niệm, ông đã hoàn thành. Cho nên, có quyền có lực, dễ hành thiện. Nhưng nói ngược lại, có quyền có lực cũng rất dễ làm ác. Nếu quý vị ban ra một mệnh lệnh sai lầm, làm tổn hại trăm họ, vậy trong một niệm quý vị đã làm hơn 10.000 việc ác rồi. Trong xã hội ngày nay, người làm quan giống như Viên Liễu Phàm vậy, họ có quyền lực, có một chính sách tốt, lợi ích người dân trong cả nước, họ tích đại thiện, người thường không làm được việc này. Hiện nay ngoại trừ những người này, ông chủ của công ty xuyên quốc gia cũng là một người có thế lực lớn. Họ cũng có năng lực tu đại thiện, tạo đại ác. Ngoài ra việc này, bây giờ cũng có một nhân vật cũng có quyền lực. Người nào vậy? Người của giới truyền thông. Biên tập của báo chí,
Biên tập của tạp chí. Người chủ trì tất cả mọi thứ trong giới phim và kịch. Sức ảnh hưởng của họ rất lớn. Đăng tin tích cực thì giáo hóa được nhiều chúng sanh hành thiện. Báo chí tiêu cực thì dạy biết bao nhiêu người làm ác. Chúng ta phải ý thức, phải nghĩ đến. Làm sao giáo hóa tất cả chúng sanh? Nắm bắt cơ hội. Sức ảnh hưởng của mặt tích cực ngày càng lớn. Quý vị có công đức lớn. Cho nên chúng ta quan sát kỹ càng. Người có tiếng trong giới phim kịch như minh tinh điện ảnh của phương Đông và phương Tây. Ít người cuối đời được tốt đẹp. Tiếng tâm của họ vang xa. Nhưng những gì họ biểu diễn là sát đạo dâm vọng. Vậy đại chúng xã hội làm điều này. Họ không nghĩ đến nhân nghĩa đạo đức. Việc khuyên hóa đại chúng xã hội, họ để qua một bên. Tất cả chỉ trong một niệm. Lành giữ quả phước chỉ trong một niệm. Chư vị, trong kinh phát khởi Bồ Tát thù thắng chí nhạo, quý vị có thể thấy được Phật có đề cập với chúng ta về vài công án. Hai vị tỳ kheo giảng kinh nói pháp đều là khuyên người làm thiện, việc tốt. Có một số tỳ kheo khác đố kỵ, chướng ngại, nghĩ mọi cách để phá hoại, cố ý hãm hại. Đây là nguyên nhân gì? Ngạn ngữ cổ có nói, đồng hàng đố kỵ lẫn nhau. Đố kỵ chướng ngại, cản trở việc thiện của người, đọa địa ngục A Tỳ. Nếu như họ có thể chuyển đổi ý niệm, tu tùy hỷ công đức, lợi ích họ có được không khác gì so với pháp sư giảng kinh, thậm chí còn nhiều hơn. Đây là sự thật không phải giả. Trong Pháp Bảo Đàn Kinh chúng ta thấy pháp sư Ấn Tông ngài gặp đại sư Huệ Năng hoàn toàn không chút đố kỵ. Không những không có đố kỵ, ngược lại toàn tâm toàn lực giúp ngài thành tựu cho ngài. Chúng ta biết thành tựu của đại sư Huệ Năng là ai thành tựu? Là pháp sư Ấn Tông. Không có đại sư Ấn Tông thì không có đại sư Huệ Năng. Bởi vậy công đức tùy hỷ này lớn biết bao. Người xưa dạy chúng ta, thành tựu việc tốt cho người, không thành tựu việc ác cho người. Khi chúng ta có cơ duyên, có năng lực, nhất định phải giúp người,
thành tựu việc tốt cho người. Công đức này thật sự rất lớn, rất lớn. Cho nên nói tới tri ân báo ân, chúng ta thường nhắc tới điều này, khuyên bảo bạn đồng học nhất định phải biết, nhất định không được thành tựu ác duyên. Đại phước đại họa chỉ trong một niệm. Quý vị làm đúng thì được đại phước báo, một niệm sai, ví như lúc đó pháp sư Ấn Tông, nếu một niệm của pháp sư sai, lập tức nghĩ cách chướng ngại đại sư Huệ Năng, cản trở đại sư Huệ Năng, áp chế đại sư Huệ Năng, kiềm chế đại sư Huệ Năng, thì pháp sư Ấn Tông sẽ đọa địa ngục A Tỳ. Nhưng mà pháp sư Ấn Tông nhất niệm chân chánh, tôn kính đại sư Huệ Năng, đem hết tâm mình để phụng dưỡng đại sư Huệ Năng, đưa đại sư Huệ Năng lên cao hơn. Sự thành tựu phước báo của pháp sư Ấn Tông trên cả lục tổ, chỉ trong một niệm, chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này. Đây không phải là việc nhỏ, là đạo lý lớn, là đại hạnh của Bồ Tát. Ngày nay chúng tôi có chút thành tựu đều nhờ hàng quán trưởng hộ trì. Không có hàng quán trưởng thì không có chúng tôi hôm nay. Không có sự hộ trì của bà, trong giây phút quan trọng đó, tôi có hai con đường để đi. Một là đi theo con đường nghi lễ, một là hoàng tục. Không còn con đường nào khác. Vì vậy tôi thường nói, hộ pháp hơn hẳn hoằng pháp. Phật pháp cửu trụ thế gian, tất cả chúng sanh được lợi ích là công đức của người hộ pháp. Hoằng pháp là giáo viên, hộ pháp là hiệu trưởng. Hoằng pháp là người làm, hộ pháp là ông chủ. Năm đó lục tổ Huệ Năng là người làm, là giáo viên. Pháp sư Ấn Tông là ông chủ, là hiệu trưởng. Vì vậy hoằng pháp và hộ trì hợp tác mật thiết, phối hợp mật thiết, Phật pháp mới có thể hưng thịnh ở thế gian, tất cả chúng sanh được công đức lợi ích thù thắng. Không có người hộ trì như vậy, làm sao để thành tựu? Công đức hộ pháp bất khả tư nghị. Ngược lại mà nói, chướng ngại chánh pháp, tội của quý vị cũng không thể nghĩ bàn. Hôm nay thời gian hết rồi, chúng ta giảng đến đây.